xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm canh tí Ngày này là ngày giáp thìn tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, phú đăng hỏa, ngày giáp thìn, tức can khắc với chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát trung bình. Về nạp âm, phú đăng hỏa, kỳ tuổi, màu tuất canh tuất ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọa, thuộc hành kim không sợ hỏa ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá sửu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm tuất canh tuất canh thìn tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt bao gồm sao dại thần, đại cát, tốt cho việc tế tử, tố tụng, dại oan, trừ được các sao xấu, sao ích hầu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao mẫu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thanh long, hoàng đạo, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao lục bất thành, sáu đối với xây dựng, sao vạn vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Tiếp theo, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tử tí á, âm tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tử tí trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ cho nên với bạn tử tí trải qua một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi, mọi việc sẽ tiến triển theo đúng như mong muốn của bạn, chỉ cần với bạn tử tí giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ mà thôi nhé đây cũng là cái thời điểm khá chi là thích hợp cho bạn tuổi Tý để cho những ai làm kinh tế đưa ra những cái quyết định về đầu tư kinh doanh bạn sẽ mệnh sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng rất đáng tin cậy và bạn cần phải duy trì cái mối quan hệ hợp tác làm ăn này để đôi bên cùng có lợi bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cho nên với bạn tuổi Tý cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới cái vấn đề gia đình của mình nếu như giữa hai vợ chồng đang có khúc mắc nảy sinh thì với bà tuổi tý bạn không nên lờ đi mà cần phải thẳng thắn trò chuyện với nửa kia của mình nữa nhé Ngày này đối với bạn tử tí, cái việc xuất hành, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng rất chi là tốt. Bên cạnh đó, bạn đừng quên hãy xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Hai cái hướng này sẽ tăng thêm cái vận may về tài lộc cho bạn nhé. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim công việc thuận lợi, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, tinh thần lạc quan, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, thích hợp đầu tư, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, giữ quan hệ với đối tác, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, trò chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn, số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này do tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi, cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo sự nghiệp của bạn sẽ gặp phải những cái điều không như ý và bạn tuổi Sửu bạn mệnh có thể thấy buồn bã, chán nản vì mọi chuyện không tiến hành theo đúng như cái kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước. Ngoài ra, trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ niếm đá dấu tay, phá hoại khiến cho công việc của bạn tuổi Sửu vướng phải nhiều trở ngại nhé. May là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, bạn lại đang gặp được ngày cố chính ấn hỗ trợ, cho nên với bạn mệnh tuổi Sửu, bạn là người thông minh, nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng, tuy nhiên lại còn chưa tự tin cho lắm, hay chần chừ, do dự và bạn tuổi Sửu, bạn hãy đặt những cái mục tiêu cao xa hơn nữa để có thể tiến xa hơn trong tương lai sự nghiệp của mình bạn tuổi Sửu nhé và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc trục trặc tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đề phòng tiểu nhân tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa buồn bã chán nản tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nắm bắt vấn đề nhanh chóng tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đặt mục tiêu xa hơn về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi dần rất dễ phát tài nhờ những cái công việc tay trái của mình trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi dần, dù là việc làm thêm nhưng nếu như bạn đã dành nhiều tâm huyết của mình vào đó thì chẳng có lý do gì bạn không được hưởng một phần thưởng xứng đáng với mình trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi dần trong ngày này, trong giao tiếp với mọi người, bạn cần phải khiêm tốn hơn một chút, không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về bản thân mình, tránh tình trạng múa rìu qua mắt thợ khiến cho người ta cảm thấy ấn tượng xấu về bản thân mình bạn tuổi dần nhé. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy về góc độ gia đình của bạn, lại không được tốt cho lắm. Rất có thể với bạn tuổi dần đang có điểm báo nảy sinh mâu thuẫn với con cái của mình và khi đối diện với tình trạng con cái cố tình chống đối mình với bạn tuổi dần bạn không nên nóng nảy mà lại càng cần phải lắng nghe lời con cái giải thích trước đã bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy phát tài nhờ nghề phụ tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nhận phần thượng xứng đáng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần khiêm tốn hơn nữa tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên ba hoa tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim mau thuận gia đình về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang nhờ của Tam hội giúp sức cho nên với bạn tuổi Mão, bạn nhận ra được rằng những cái kế hoạch được xây dựng từ trước của mình đang có những cái bước tiến rất chi là tốt đẹp. Nhờ vậy mà bản mệnh tuổi Mão càng lúc càng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống, trong công việc của mình nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này, đối với bạn tuổi mão, cái vận trình của bạn cũng đang có được quý nhân xuất hiện trợ giúp cho bạn, chỉ hướng đường đi nước bước cho bạn, làm cho bạn khắc phục được những cái vương mắc trước mắt cũng như là định hướng cho tương lai của mình nữa rồi. Và bạn tuổi mão, bạn cũng cần phải bình tĩnh để vượt qua những cái khó khăn trở ngại trước mắt đó sau đó bạn sẽ thấy cái con đường sự nghiệp của mình trở nên sáng sủa và đầy hứa hẹn hơn nhé Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ cái điều này cho thấy với bạn tuổi mão, bạn mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Khi gia đình có vấn đề gì đó xảy ra thì đôi bên cần phải trò chuyện với nhau chứ không nên mỗi người một ý như vậy bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, công việc tốt đẹp, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa, khắc phục khó khăn, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, Quý nhân phù trợ, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, quan tâm tới nửa kia, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, vợ chồng nên trò chuyện. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tử thìn, xin tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành, thìn thìn tự hình. Cái điều này khiến cho bạn tử thìn trở nên cực kỳ là cứng đầu và cố chấp. Bạn tử thìn, bạn tự đặt ra những cái nguyên tắc riêng cho mình và chẳng muốn để cho ai can thiệp vào việc của mình đang làm cả. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi thìn cảm thấy không phối hợp với người khác đó bạn nhé. Và bạn tuổi thìn, dù bạn là con giáp quyết đoán, luôn đạt được thành tích cao trong công việc, nhưng bạn cũng rất độc đoán khi sẵn sàng đối đầu với những ai đang có ý kiến trái chiều với mình. Cái điều này khiến cho cái môi trường làm việc của bạn tử thìn càng trở nên căng thẳng, không cần thiết cho bạn tử thìn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi thìn cần phải nhìn nhận lại những cái vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với những cái ý kiến riêng của mình, đặc biệt là khi ý kiến của bạn bị nhiều khác phản đối đoạn. Ngày này đối với bạn tuổi thìn không nên tiến hành những cái công việc trọng đại bởi bạn đang có tác động của các sao xấu như là sao nguyệt phá, sao lục bất thành, sao vãng vong làm cho bạn gặp khó khăn, không nên xuất hành đi xa hay là tiến hành những cái công việc trọng đại mà tử thìn nhé. Vậy tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, cứng đầu, cố chấp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, không thích hợp hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, không nghe lời ai, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim cần suy nghĩ kỹ lại, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy làm việc căng thẳng nợ. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cái điều này làm cho bạn tử tỵ dễ vướng vào những cái rắc rối trốn quan trường nữa nhé và bạn tử tỵ bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại biết giữ mình để tránh những cái sự mâu thuẫn xô sát với người khác và trước khi nêu ra cái quan điểm của bản thân mình với bạn tử tỵ bạn cần phải chú ý đến tình huống giao tiếp nhé với bạn tuổi tỵ, kẻ tiểu nhân cũng có cái cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay. Vì thế, với bạn cần tránh thái độ làm việc chảnh mãng, được chăng hay chớ nhá Để giảm thiểu cái ảnh hưởng của thiên quan chứa mệnh gây ra cho bạn, thì bạn tuổi tỵ, bạn cần phải nghiêm túc với mọi công việc được giao trong ngày đó. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về khía cạnh gia đình của bạn Tử Tỵ lại rất chi là tốt, bạn mệnh có một ngôi nhà khá chi là an bình, gia đình đúng là bến đỗ của bạn Tử Tỵ, sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, chỉ cần về đến nhà nhìn thấy người thân yêu của mình là với bạn Tử Tỵ đã cảm thấy rất chi là thoải mái và dễ chịu hơn rất chi là nhiều. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa dễ vướng rắc rối, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ suy nghĩ cẩn thận, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc đối mặt với tiểu nhân, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim làm việc cẩn thận, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tin tưởng người thân nợ. Về đánh giá của bà tử tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay bạn đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cho nên với bạn tuổi ngọ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao rất chi là tốt đẹp. Bạn mệnh tuổi ngọ luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ tới mọi người. Chính vì vậy mà bạn tuổi ngọ nếu bạn có gặp khó khăn trắc trở gì cũng sẽ được nhiều người giang tay giúp đỡ cho bạn nhé. Trong gia đình, bạn mệnh tử ngọ luôn quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, do đó đôi bên chẳng bao giờ cãi vã nhau hay là mâu thuẫn với nhau cả. Dù sóng gió nào xảy ra thì với bạn tử ngọ, bạn cũng tin rằng mình và người ấy cùng có đủ để khả năng vượt qua tất cả nhé xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tử ngọ ngày này là một ngày thích hợp để cho bạn khám phá chữa bệnh nếu nhận thấy cơ thể có những cái dấu hiệu cảnh báo thì bạn nên đi kiểm tra ngay để có cách xử lý kịp thời bạn tử ngọ nhé ngày này đối với bạn tử ngọ gặp gỡ đối tác cũng rất chi là tốt gặp gỡ lãnh đạo quan chức thì gặp nhiều may mắn có quý nhân giúp đỡ mọi việc êm xuôi không cần phải lo lắng quá nhiều đoạn về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim xã giao tốt đẹp tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy được nhiều người giúp đỡ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa quan tâm tới nửa kia tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ vợ chồng hòa hợp tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc thích hợp khám phá nhá về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi mùi luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của đồng nghiệp và của cấp trên nữa nhé. Và bạn tuổi mùi thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên một cái vị trí cao hơn phù hợp với năng lực của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi, bạn là người khiêm tốn nên luôn biết lắng nghe và học hội từ mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn không ngừng tín bỏ, bạn hãy đặt cho mình những cái đích đến tham vọng hơn nữa, chứ đừng có vội hài lòng với cái vị trí hiện tại của mình bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mùi, nếu bạn có ý định xuất hành đi xa vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc hoặc là hướng đông nam hai cái hướng này hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn hơn trong công việc nếu ký kết hợp đồng làm ăn bạn sẽ là người có được cái mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai lắm nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim được đánh giá cao, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy cơ hội được cất nhắc, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa khiêm tốn học hỏi, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ hãy tham vọng hơn, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng vội hài lòng với thực tại nhé. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp phù trợ thân tí thìn, cho nên với bà tuổi thân có một ngày làm việc vô cùng là hiệu quả, bạn mệnh cảm thấy rất chi là hào hứng hơn hẳn so với mọi khi vì công việc diễn ra theo đúng như cái kế hoạch của bạn đã xây dựng từ trước đoạn. Và bạn tuổi thân bạn cũng nhận ra được xung quanh mình có rất nhiều người thật lòng với mình nữa nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân nếu như bạn mệnh phải tham gia thi cử thì ngày hôm nay quả thật là một ngày may mắn với bạn. Chỉ cần bạn ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ được bình tĩnh trước khi bước vào phòng thi thì không có gì là bạn không thể vượt qua được. Bạn chẳng hề thu kiếm bất kỳ một người nào cả bạn tuổi thân nhé. Và bạn tuổi thân, trong cái ngày 28 tháng 10 năm 2020 này, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bạn mệnh với nửa kia là vô cùng hòa hợp. Bạn thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc là chồng của mình. Từ đó, đôi bên sẽ tìm cách hóa giải, giải quyết được mọi vấn đề thích hợp nhất nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy làm việc hiệu quả, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nhiều người giúp đỡ, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ thi cử thuận lợi, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc vợ chồng hòa hợp, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim tin tưởng nửa kia. Về đánh giá của bà tử thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020, ngày thứ tư này đối với bạn tử dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp trợ mệnh, cho nên mọi công việc của bạn tử dậu trong ngày hôm nay phát triển khá chi là thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh lại chưa rõ ràng cái điều mình thực sự muốn làm. Cho nên, đang thiếu đi cái sự quyết đoán hay do dự. Và với bạn tử dậu, bạn cần phải tự tin hơn nữa. Bạn là con giáp phát tài trong tháng 10 dương lịch này lắm đó nhá bạn tử dậu nhá. Và bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, các mối quan hệ xã hội của bạn, bạn luôn nhận ra và tôn trọng những người đối xử thực sự tốt với mình. Còn đối với những người tiếp cận nhằm mục đích xấu, bạn thường chọn cách không quan tâm, nhờ vậy mà với bạn tự dậu trong ngày hôm nay có được một ngày trôi qua yên bình với mình. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tự dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về khía cạnh gia đình của bạn rất chi là tốt. Cái mối quan hệ gia đình của bạn tuổi giàu rất hòa hợp. Bạn và nữ kia luôn yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Cho dù bạn phải đối diện với những cái khó khăn gì đi chăng nữa, bạn cũng luôn dũng cảm tin bước về phía trước vì nửa kia chính là động lực cho bạn nữa bạn tự giàu nhá về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, công việc thuận lợi, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, quản chưa quyết đoán, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, bổ ngoài tai lời đàm tiếu, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, tôn trọng người khác, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, thấu hiệu nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử, tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn Tuất xỉu mùi, cái điều này khiến cho bạn tuổi Tuất đang gặp phải nhiều cái rắc rối trong sự nghiệp của mình. Nếu làm sai, bạn hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục chứ không nên đùn đẩy đổ tội cho người khác trong ngày này bạn tuổi Tuất nhé. Trong ngày này, đối với những người làm ăn kinh doanh buôn bán cũng tránh ký kết hợp đồng quan trọng bởi rất có thể cái mối đầu tư của bạn sẽ bị thất thoát hoặc là gặp nhiều trục trặc. Cho dù bạn có muốn tham vọng lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải bình tĩnh tìm thời cơ thích hợp để đầu tư hay là làm những cái việc lớn bạn tuổi tốt nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Tuất cần phải chú ý nhiều hơn tới cái vấn đề sức khỏe của bản thân mình cũng như là chế độ ăn uống sao cho phù hợp, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức và nên nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải bệnh tật như là xương khớp, dạ dày, đường tiêu hóa bạn tuổi Tuất nhé. Ngày này đối với bạn tử Tuất không nên xuất hành đi xa nếu như có công việc khẩn cấp không thể tránh được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng đông nam. Hai cái hướng này sẽ hạn chế rủi ro cho bạn. Đúng. Vài tử vi tuổi giáp Tuất thuộc hỏa công việc rắc rối, tử vi tuổi bính Tuất thuộc thổ dám nhận trách nhiệm, tử vi tuổi mậu Tuất thuộc mộc không nên ký kết hợp đồng, tử vi tuổi canh Tuất thuộc kim làm ăn thất thoát từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy chú ý sức khỏe nhé. về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 6 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi thân Tử vi tuổi hợi thứ tư ngày 28 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cho nên với bạn tuổi hợi, bạn cần phải đề phòng những người tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh nhé. Và bạn tuổi hợi, bạn cũng không nên lấy đó làm mừng khi thấy mình được nhiều đối tượng khác giới săn đốn nhé. Trong ngày này, đối với những người đã có gia đình, suy nghĩ cho nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm tính của riêng mình. Gia đình muốn hạnh phúc thì vợ chồng lúc nào cũng cần có cái sự quan tâm, thấu hiểu và đồng lòng nhé thực thần phù trợ trong ngày này đối với bạn tuổi hợi những người làm nghề tự do sẽ nhận được tài lộc về tay bạn có thể tìm được những cái mối đầu tư rất đáng giá thu lại lợi nhuận một cách nhanh chóng đây là cái bước đệm để cho bạn tuổi hợi phát triển hơn nữa trong tương lai của mình bạn tuổi hợi nhé ngày này đối với bạn tuổi hợi cái việc xuất hành đi xa thì gặp được quý nhân phù trợ buôn bán gặp thời buôn may bán đắt mọi việc đều tốt, có tài lộc, bà tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa đề phòng người khác, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ quan tâm đến nửa kia, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc vợ chồng chưa tháo hiểu, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim đầu tư có lợi, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy thu được lợi nhuận nhé. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.